Thưa quý vị và các bạn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, phát huy được sức mạnh cộng đồng trong việc chăm lo cho gia đình chính sách. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua, cả cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa để tri ân và góp phần nâng cao đời sống của gia đình chính sách, người có công. Ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc người có công tỉnh. Được nhận vào chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc người có công tỉnh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cách đây 2 năm. Bà Hồ Thị Phước, 81 tuổi, thị trấn Sìa, huyện Quảng Điền, cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng người có công như bà. 2 năm ở trung tâm, bà đã xem đây là ngôi nhà thân thương và xem các anh chị cán bộ phục vụ ở trung tâm như những người thân, người con trong gia đình. Cùng chung cảnh ngộ như bà Phước, có 17 người có công lớn tuổi, đơn thân cũng đang được chăm sóc nuôi dưỡng thường xuyên tại đây. Với họ, trung tâm đã trở thành mái ấm đặc biệt giúp họ vơi bớt nỗi thiếu vắng chồng con đã hy sinh trong chiến tranh. Thì mẹ cảm thấy là như vậy là quá đại ngộ rồi, phải nói Đảng và Nhà nước đã quan tâm và quá đại ngộ. Thì vào đây là để nương tựa tuổi già. Thì tất nhiên là mình đó là một cái niềm hạnh phúc của cuộc đời như quý mẹ đây. Mẹ không chống con chứ cả, đi tham gia các bạn về không chống con chứ cả, thì phải vô đấy. Vô đây thì vui, đây thì vui rồi, được sự chăm sóc của trung tâm vui rồi. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, cán bộ nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh đã không quản ngại khó khăn vất vả, tận tình chăm sóc các dưỡng lão viên là những người có công với cách mạng. Tình yêu thương của cả cán bộ nhân viên nơi đây đã mang đến cho các bà các cụ niềm vui cũng như tạo nên một mái nhà chung của những người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt. Chúng tôi bằng cái lòng thương yêu với cái lòng thương mà bố mẹ lúc xưa là đã trải qua khó khăn ấy, nên chúng tôi là dịu dàng quan tâm chăm sóc và làm bạn và xem các bố các mẹ như là người trong gia đình của mình. Chúng tôi được rất là lấy làm vinh dự khi được là Nhà nước là giao làm nhiệm vụ là chăm sóc là thường xuyên cho các cụ, cũng những là người có công và thân nhân là người của công với cách mạng, để làm sao cho các cụ sống khỏe, sống vui, thể hiện cái chính sách đền ơn đáp nghĩa cũng như đạo lý uống nước nhớ nguồn của lời nhân dân ta. Theo đánh giá của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, trong những năm qua, ngoài đóng góp của các tổ chức chính trị xã hội và cá nhân hảo tâm, các xã phường đều rất tích cực trong công tác chăm sóc người có công. Các địa phương tổ chức gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi, động viên người có công và thân nhân người có công trên địa bàn. Với kinh phí điều dưỡng trung ương phân bổ hàng năm, ngành chức năng đã phân bổ các suất điều dưỡng tập trung, điều dưỡng ngoài tỉnh và điều dưỡng tại gia đình theo đúng chế độ. Thì các cái điều kiện về chăm sóc cũng như hỗ trợ về vật chất thì không thể không thiếu thứ gì. Ngoài ra thì những người có công ở trên địa bàn toàn tỉnh thì được tổ chức điều dưỡng tại khu nhà điều dưỡng ở Lăng Cô, và ngoài ra thì sẽ tổ chức cho người có công đi tham quan lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, về thăm thủ đô Hà Nội cũng như các cái tỉnh phía Nam và cũng như là trung tâm điều dưỡng miền Trung của Bộ tại Đà Nẵng. Với một cái phương châm là tích cực tổ chức thăm hỏi động viên đến từng đối tượng chính sách, không để các đối tượng chính sách gặp khó khăn trong cái điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp xảy ra. Cái thứ hai đó là cái việc đảm bảo cái an toàn trong cái công tác phòng chống dịch bệnh cho các đối tượng chính sách trong cái thời gian 27 tháng 7. Và đặc biệt là đã chỉ đạo các chính quyền địa phương cùng đưa ra những cái giải pháp để có thể hỗ trợ quan tâm điều kiện tốt nhất đối với các đối tượng chính sách trong cái điều kiện hiện nay. Sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân ta là vô giá, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay mà cho con cháu mai sau.
Chính vì vậy, việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của cả cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của người dân. Thực hiện tổ công tác chăm sóc người có công không chỉ phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc ta mà còn củng cố niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.